Sáng nay, tại trường Đại học Phoenicia Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tập đoàn Phoenicia cùng các tổ chức uy tín quốc tế tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hội thảo tập trung trao đổi về thị trường, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của các công ty và trường đại học kinh nghiệm hàng đầu thế giới. Việc chia sẻ các phương tiện và phòng lab dùng chung cho đào tạo và thiết kế chip bán dẫn, nhu cầu thực tế tại Việt Nam cần khoảng 50.000 kỹ sư đến năm 2030. Các diễn giả chia sẻ thông tin kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc hướng đến sự phát triển nguồn nhân lực bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam và thế giới. Sự kiện còn đánh dấu sự hợp tác giữa Trung tâm Phoenicia đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn và các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu, qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh, thống nhất kế hoạch hành động, đầu tư với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện nay thì với cả cái chính sách của chính phủ Việt Nam ấy, là chúng ta đang cần gắng đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư từ bây giờ cho đến năm 2030. Thì để đón đầu xu hướng đó thì Phoenicia khi chúng tôi mở cái trung tâm đào tạo về vi mạch ở chất đoạn dẫn, khi mở trung tâm đào tạo về công nghệ bán dẫn, khi hợp tác với cả các đối tác quốc tế về trường học và doanh nghiệp về công nghệ bán dẫn ấy, thì chúng tôi cũng đã mong muốn là gì, chúng ta có tiếp cận được những công nghệ lớn nhất, những cái chương trình học tiên tiến nhất trong việc áp dụng cho cái việc những đào tạo ngắn hạn cũng như đào tạo dạng chính quy để có thể đón đầu được và xu hướng này. Và chúng tôi đang dự kiến là trong đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ đào tạo được khoảng 8.000 kỹ sư thiết kế vi mạch để đáp ứng được cái nhu cầu thực sự của Việt Nam hiện nay.